Nam Định hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng vừa rồi. Và va chạm giữa Văn Thuận và Đình Đồng chắc chắn sẽ lại có thẻ rồi. Văn Thuận là người chủ động phạm lỗi nhưng Đình Đồng thì phản ứng rất gay gắt. Điểm vào lúc này đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng là rất quý giá. Dành cho các cầu thủ LC Thanh Hóa và nó được dành cho Đình Đồng. Đây là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp